Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6, quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở những cái bài trong cái chương 3 rồi đúng không? Chúng ta được nắm về vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm rồi đúng nào ở trong chương 3. Ở trong clip hôm nay thầy sẽ bắt đầu quay cho các em ở chương 4 và nó cũng là gì em cũng về thuộc về phần môn hóa học em nha. Hóa học, chương 4 này vẫn hóa học nha. Đó. Như vậy thì trong chương 4 này chúng ta sẽ được biết về hỗn hợp này. Nghĩa là trong hỗn hợp này thì chúng ta sẽ nắm về là chất tinh khiết này, hỗn hợp này, đúng không nào? Và ở cái bài ở bài 16 là hỗn hợp các chất, và bài 17 đó chính là tách chất ra khỏi hỗn hợp. Nghĩa là chúng ta sẽ học hai bài, bài 16 và bài 17 trong chương 4 này. Còn bắt đầu từ bài 10 ở trong chương 5 là về phân môn sinh học, là từ bài 18 á là cô đã quay cho các em rồi ở trong kênh về thuộc phần sinh học. Còn tiếp tục qua chương tiếp theo nữa là phần lý học là thầy sẽ quay cho các em. Hiểu như vậy nha. Như vậy thì ở đây á, cái bài đầu tiên ở trong cái chương 4 này nó có hai bài thôi, đó chính là bài 16 và bài 17. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở bài 16, đó chính là hỗn hợp các chất. Bài này thầy sẽ ra hai tiết nha, hai clip. Tiết 1 thầy sẽ quay ở phần 1 là mã và phần 2 là mã. Tiết 2 thầy sẽ quay phần 3 và phần 4 là mã. Nhớ để theo dõi nha. Nghĩa là cứ buổi tối thầy sẽ không ra ồ ạt, mà cứ một đêm thầy sẽ ra một clip. Đó, các em nhớ theo dõi nha. Ở bài 16 hỗn hợp các chất thì ta nắm thầy mục tiêu ở đây. Rồi, thầy sẽ tiến hành trả lời cho các em ở cái câu hỏi mở đầu. Nước biển có chứa những chất gì mà lại có vị mặn? Như vậy thì chắc chắn là nước biển nó là hỗn hợp hay là chất tinh khiết các em? Nước biển này chắc chắn là hỗn hợp, tại vì nó có chứa nhiều chất ở trong đó. Thì tại sao mà khi chúng ta nếm nước biển chúng ta có uống được không? Nước biển không uống nổi đâu các em, rất là mặn luôn, cực kỳ mặn. Chắc có lẽ chúng ta trong đời tới bây giờ 12 tuổi lớp 6 thì đã một lần đi tắm biển rồi chứ, có đúng không? Nhưng mà khi chúng ta tắm biển thì khi mà chúng ta vô tình cái đầu lưỡi mình mà chạm vào nước thì chúng ta cảm giác là nó rất là như thế nào, rất là mặn, đúng không? Thì trong đây này nó có chứa này, thứ nhất là nó có nước này, thứ hai là nó có gì, có muối. Muối ở đây á, muối ở đây thì nó ví dụ như nó có một số chất ví dụ như là natri này hoặc là kali vân vân đó, ok. Và cái lượng muối nó được tích lũy đều đặn cho đến khi mà nước biển nó gần như là bão hòa cái lượng muối đó. Nghĩa là bây giờ các em lấy nước biển nó, các em lấy cái muối hạt các em khuấy đều thì gần như nó không tan nữa. Nghĩa là những chất nào mà nó đạt tới trạng thái bão hòa thì nó không thể hòa tan được nữa, người ta gọi là bão hòa. Cái dung dịch bão hòa và chưa bão hòa thì sau này người ta sẽ được học xong, được nè. Cho bây giờ thầy mở rộng và nói nhiều ra nữa môn hóa, tại vì thầy thì thầy ham kiến thức lắm, tại thầy muốn biết những gì và liên quan với nhau. Tại vì riêng cái môn hóa này, môn toán và môn hóa thì nó rất là logic em, nghĩa là nó sẽ đi từ thấp lên cao. Nếu như các em bị mất gốc ở một cái phần nào đó thì sau này chúng ta sẽ không hiểu, và chúng ta khi đọc đề chúng ta không cảm nhận được, chúng ta không có hệ thống được cái nội dung câu hỏi người ta hỏi gì và người ta yêu cầu các em làm gì thì chúng ta mất gốc, là coi như các em tiêu đấy, hiểu chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 1 là mẹ các em, chất tinh khiết và hỗn hợp. Rồi, ngay từ cái mục đề đầu tiên thầy giải thích này, chất tinh khiết. Tinh khiết thầy lấy ví dụ như là nước cất. Nước cất thì nó chỉ có là nước thôi. Hoặc là nó về sắt. Sắt chỉ có sắt thôi, chứ không pha trộn chất nào cả, thì nó chính là chất tinh khiết. Nhưng đa số trong cuộc sống của mình ấy, thông thường là chúng ta thấy nó dưới dạng hỗn hợp không à, ít khi mà thấy tinh khiết em. Ví dụ thầy nói đó, ví dụ như nước cất ấy. Nước cất thì thông thường là người ta sản xuất ở trong phòng thí nghiệm hoặc là trong y tế. Ví dụ trong thí nghiệm thì tại sao chúng ta phải sử dụng nước cất để mà làm thí nghiệm mà không sử dụng ví dụ nước khoáng? Tại vì để đảm bảo cái độ chính xác của cái thí nghiệm đó, không có sự pha trộn ở trong cái hàm lượng của nước đó, thì chúng ta phải sử dụng nước cất. Chứ nếu em sử dụng nước khoáng thì khi đó ra kết quả thí nghiệm nó không chính xác em. Các em hiểu chưa? Còn nói về hỗn hợp, hỗn hợp chắc là số nhiều, nghe từ 2 hoặc là 3 hoặc 4 hoặc là nhiều chất nó pha trộn với nhau, người ta gọi là hỗn hợp. Còn chất tinh khiết nó chỉ có một chất duy nhất. Các em nghe hiểu không nào? Đấy, ok chưa? Rồi, phần này ghi. Như vậy thì chất tinh khiết ví dụ như là khí oxy, riêng một mình nó, người ta ví dụ cái bình chứa khí oxy, một mình khí oxy trong đó thôi, thì nó chính là chất tinh khiết. Nước cất là chất tinh khiết, đúng không nào? Đấy, vậy thôi, rất là dễ.
Rồi, như vậy thì ở phần này em ghi câu này vô này. Đây. Chất tinh khiết chỉ có một chất duy nhất và có những tính chất xác định, được chưa? Ví dụ nước tinh khiết sôi ở bao nhiêu? 100 độ C, nóng chảy ở 0 độ C. Oxy gen hóa lỏng ở âm 183 độ C và hóa rắn ở âm 218 độ C. Đó. Khi mà nó đã tinh khiết thì nó có những cái tính chất nhất định như vậy, không thể thay đổi được. Đặc biệt là nước thì các em thấy rất là rõ ràng, được chưa? Còn bây giờ hỗn hợp này, hỗn hợp đây, ghi thầy câu này. Hỗn hợp chứa từ hai chất trở lên, ghi thầy hai cái đầu dòng này. Ghi ví dụ rồi vô là ok. Đó, ví dụ như nước cam ở đây là hỗn hợp này. Còn ví dụ nước cốc ở đây là chính là chất tinh khiết này. Nước đường này cũng là hỗn hợp này, đường với nước tạo thành nước đường. Đó. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang trả lời ở cái phần câu hỏi nha. Câu hỏi. Câu hỏi 1. Khi pha thêm nước vào cốc nước cam. Đây, cốc nước cam đây, ta cho nước vô. Em thấy màu và vị nước cam thay đổi thế nào? Nếu như bình thường chúng ta có cốc nước cam này, sau đó chúng ta đổ một ca nước vô trong đây nữa, thì em thấy nó làm sao? Nó sẽ như nào? Nó đậm hay là nhạt? Nó sẽ nhạt chứ. Nghĩa là khi đó tính chất của hỗn hợp nó hoàn toàn phụ thuộc vào các thành phần của nó. Nghĩa là khi mà chúng ta cho thêm nước vô thì cái màu sắc và cái vị của nó sẽ nhạt chứ. Được không nào? Vậy thì ở đây em ghi thầy là khi pha thêm nước vào cốc nước cam thì màu sắc và vị của nó nhạt dần. Từ đó ta rút ra cái tính chất của nó, đó chính là cái tính chất của hỗn hợp hoàn toàn phụ thuộc vào cái thành phần, được chưa nào? Đó. Câu hỏi số 2. Hãy kể một số chất tinh khiết và hỗn hợp xung quanh của em. Cả nào có thể kể được đây? Bây giờ chất tinh khiết đúng không? Tinh khiết thì chỉ có một chất duy nhất thôi. Ví dụ như là thủy ngân. Có đâu? Có trong cái nhiệt kế y tế không ạ? Có trong nhiệt kế y tế. Đúng không? Hoặc là muối tinh. Hoặc là nước cốc. Hoặc là pha lê. Vân vân. Được nè. Hỗn hợp thì nhiều lắm em. Riêng hỗn hợp thì cực kỳ nhiều. Ví dụ như là không khí. Không khí nó tới các thành phần đó. Khí nitrogen thì chiếm là 78%, oxygen là 21%, còn 1% còn lại là khí carbon dioxide, hơi nước và một số khí khác. Đó nè. Nước khoáng. Không? Hoặc là bánh quy chẳng hạn. Vân vân. Nhiều luôn em. Đa số là hỗn hợp nhiều. Ít khi mà nguyên chất. Rồi, được chưa? Ta đi sang phần 2 là dung dịch nha. Nói về dung dịch đó thì người ta hình dung này. Ở đây người ta lấy ví dụ rất là rõ ràng và cụ thể này. Ở đây người ta lấy đường và một cốc nước nha. Dù các em lấy sẵn một cốc nước này, sau đó các em cho đường vô. Đường này. Rồi đây nước này. Chúng ta khuấy đều, chúng ta dùng một cái đũa thủy tinh game khuấy thì đường game thấy nó sẽ như nào, nó sẽ tan ở trong nước. Khi đó tạo thành dung dịch nước đường. Chúng ta làm tương tự đối với muối cũng vậy. Muối khi đó mình khuấy, game thấy nó sẽ tan không? Nó sẽ tan. Như vậy cái này người ta gọi là gì? Nó chính là dung dịch. Như vậy đường sau này người ta gọi đây chính là chất tan. Nha. Cái nước này, nước thì người ta gọi là dung môi, còn cái thằng này người ta gọi là dung dịch.
đó, dung dịch này, dung môi này, chất tan này, các em hiểu chưa nào? Sau này chúng ta nó có một cái công thức, các em, khối lượng của chất tan cộng khối lượng của dung môi thì nó sẽ bằng khối lượng của dung dịch đó. Đó là công thức khó đấy em, từ từ, tại vì trong chương trình lớp 6 này chúng ta chưa làm bài tập đồ gì đâu các em, chúng ta chủ yếu nắm các cái khái niệm và lý thuyết là nhiều thôi, được chưa? Rồi cái này phần này em đọc này, như vậy đây, ghi giùm cái câu này vô này này, đấy, câu này ghi vô trong vở này, dung dịch là một hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. Ví dụ đường và nước thì dung môi ở đây đó chính là nước, còn đường đây chính là chất tan, là đường. Ví dụ thế, các em hiểu chưa? Câu này các em ghi vào vở nha, dung dịch là gì đó để chúng ta hiểu. Đấy. Như vậy thì như vậy thực chất dung dịch là một hỗn hợp, nó không thể nào là chất tinh khiết được, tại vì nó từ hai chất trở lên cơ mà, hiểu chưa? Chúng ta sẽ đi sang phần câu hỏi này. Câu số 1. Khi hòa tan đường vào nước, đường có bị biến đổi thành chất khác hay không? Có hay không? Khi mà chúng ta cho đường vào trong cái cốc, chúng ta khuấy, đúng không? Đường nó có bị tan không? Đường chắc chắn tan ra. Nước thì vẫn giữ được cái tính chất của nó, nhưng đường thì tan ra. Có đúng nào? Như vậy nó có bị biến đổi điều gì không? Tại vì khi nó tan ra thì nó hòa loãng ở trong nước thì nó vẫn có vị ngọt, cho nó không bị biến đổi gì chất cả nghe. Nó nghĩa là nó không sinh ra một chất mới, dù là chất khí hay là kết tủa hay là một chất nào đó. Ví dụ như chúng ta lấy đường, ta bỏ trên cái bát sứ đường này, chúng ta đun nó sẽ biến đổi thành than màu đen. Bây giờ đường ở đây màu trắng không, nó chuyển sang cái bát này là màu đen xì đây này, là than. Thì cái đó gọi là có gì, có sinh ra chất mới. Chứ còn khi chúng ta bỏ đường vào trong nước chúng ta khuấy thì nó không sinh ra chất mới, được không nào? Em trả lời cô là khi đường hòa tan, khi đường hòa tan vào trong nước thì đường không bị biến đổi thành chất khác. Nhóm lại như vậy nha. Câu số 2. Nước muối, giấm ăn, nước giải khát có ga là các dung dịch. Em bị chỉ ra dung môi và chất tan trong các trường hợp đó. Như vậy ba cái trường hợp, thứ nhất là nước muối này. Dễ, rất dễ ha. Thì ở đây chúng ta thấy là dung môi á, dung môi đó chính là chắc chắn là nước, còn chất tan đó chính là muối ăn, đúng không? Theo đó chính là giấm ăn, biết giấm ăn không? Như vậy thì cái dung môi á, cái chai giấm đó em, người ta hay bán cho giấm màu xanh á, rất là chua, đó chính là nước. Còn chất tan đó chính là giấm. Còn nước giải khát có ga. Ga ở đây đó chính là người ta bơm cái khí carbonic vô này nha. Thì cái dung môi đó chính là cũng là nước. Chất tan đó chính là đường này. Khí carbonic như là CO2 này, một số chất phụ gia khác nữa tạo mùi vị rồi đó, ví dụ Coca-Cola hay Pepsi hay gì đó, bên Fanta rồi gì đó ha, một số chất phụ gia khác đó chính là chất tan, được chưa? Ta có thể ghi vô. Câu số 3. Bấm dừng lại ghi nha. Quan sát ở cái hình 16.1 thầy chỉ ra cái loại nước nào hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất. Như vậy thì đồng nhất thì ví dụ như là cái gì em? Nước đồng nhất
Ví dụ như là nước cóc tim, chắc chắn nó chính là nước đồng nhất. Với lại nước gì? Nước đường. Nó hòa tan với nhau ha, gọi là đồng nhất. Nước không đồng nhất đó chính là nước gì? Đó chính là nước cam. Được chưa nào? Nước cam. Như vậy thầy đã trả lời xong cho các em 3 câu hỏi này. 1 2 gọi là 3. Được chưa? Ta đi xem phần hoạt động nữa là xong ở clip này nha. Ok. Cái hoạt động này thì chúng ta thực hiện ở nhà trước bài học. Thì giáo viên sẽ hướng dẫn trước em nha. Tính chất của chất tan trong dịch có khác với ban đầu hay không? Chuẩn bị này, một cốc, một thìa muối ăn, nước, tiến hành. Pha từ 3 đến 5 thìa nhỏ muối ăn vào cốc đựng 20ml. Đây, ta hình dung như thế này nè. Đây, cốc nước đây. Đây là nước này. Đây là muối ăn này. Dưới đây là có một cái thìa ha. Đó, rồi. Khuấy đều, nếm thử vị dung dịch thu được, nhỏ vài giọt dung dịch lên thìa inox. Hơ trên lửa đến khi nước bay hơi hết để nguội quan sát thấy, quan sát màu sắc và nếm thử vị của chất rắn thu được trên thìa. Bây giờ thầy mô tả quá trình này. Bây giờ cho muối vô đây, chúng ta lấy thìa này chúng ta khuấy thì chắc chắn muối này nó có tan không? Muối này nó sẽ tan hết. Em hiểu không? Muối này sẽ tan trong nước tạo thành dung dịch nước muối. Sau đó em sẽ lấy cái chiếc thìa này cho nước muối lên. Ở đây nước muối lên ở đây. Sau đó chúng ta sẽ đặt ở trên cái giá, ở dưới đây nó có cái đèn cồn. Rồi, vỉ 6 em, thầy vỉ 6. Hơ. Sau đó khi đó nước nó sẽ bốc hơi lên. Nước bốc hơi. Nó còn cặn lại ở đây là một cái màu trắng, đó chính là đây chính là muối. Đó. Thì quá trình ta thực hiện là như vậy. Được chưa nào? Thì ở đây người ta hỏi các em gì đây? Hỏi gì đây các em? Nhận xét về màu sắc vị của chất rắn thu được và so sánh với muối ăn ban đầu. Phải không nào? Có khác nhau không? Nó chẳng có gì khác nhau cả các em. Giống nhau hoàn toàn. À. Như vậy thì ở đây chúng ta có nhận xét. Đó chính là cái dung dịch thu được. Nghĩa là dung dịch nước muối ấy. Đây này, cái dung dịch đây này. Thu được thì nó có vị gì? Có vị mặn. Đúng không? Bây giờ chúng ta đun cô cạn. Khi cô cạn thì cái chất rắn màu trắng này thu được đó chính là muối. Thu được có vị mặn, đúng không? Có vị mặn màu trắng là muối ban đầu, chứ nó không khác gì các em nhé, không khác gì cả. Nghĩa là khi đó khi chúng ta cô cạn thì thực sự là nếu mà giải thích đó chính là sự cái hiện tượng bốc hơi của nước, thì nó còn lại phần chất rắn đó chính là muối màu trắng và có vị mặn, và đó chính là muối ban đầu. Được chưa? Ok. Hiểu chưa nào? Ở cái phần 3 và phần 4 chúng ta đọc trước ở phần huyền phù nhũ tương kiểu ta đọc trước nha. Rồi chúng ta trả lời hệ thống câu hỏi. Thầy sẽ quay cho em ở trong tiết 2. Chúc em học tốt nha. Bye bye. Ok. Rồi.